về cho cảnh đó, để phụ mình lại cho chính mình. Đấy, phụ lại cho chính mình. Các bạn biết rằng công ty cổ phần thì quay cá làm cái gì, quay cà phê kìa, ramen ngáo. Bởi vậy lớn lên từ đâu thì cũng sẽ trả về từ đó. Gừng tỏi bỏ dầu vô cho nó ra thơm, bỏ miếng nước vô xào huyết này, ta ninh huyết chứ không phải xào, và cho miếng xíu bột ngọt. Miền Tây ăn đường, hay không thích đường thì cho ăn đường, thích gì cho ăn đó, cho miếng xì dầu vô từ rồi, cho miếng dầu hào vô. Ít ít thôi, dầu hào nhiều quá mặn nha. Rồi không ơn đó, nãy nước sốt rồi mình chế huyết vô rồi nha mấy bạn. Đó, gừng tỏi huyết rồi ăn cái này ngừa covid luôn. Đây là giá nấm, cái này hẹ, này hẹ gì Thắng, bỏ vô luôn đó, vô tươi. Yeah, quá tươi luôn mấy bạn ơi, quá xuất sắc. Giờ đi đến chút đi. Để mấy bạn, mình làm cái này rồi mấy bữa là nó ăn chắc ngon rồi nè mấy bạn. Ôi trời, cứng gì. Trứng ngâm tương. Nè, nhìn gọi xác cho thấy mè dễ thương không? Cho mượn cái mụn đó mấy bạn. Lát lấy khác cho. À, lát ta ăn trứng ngâm tương nữa. Ớt không là dễ thương ha. Đây, cá công chúa mình đã chiên rồi. Cá công chúa hay gọi là cá mó đó, bé thích ăn cái công chúa cho nên hôm qua mình đi tới Vĩnh Long mình mua cho bạn đó. Cảm ơn mấy bạn. Nè qua quay luôn ha, quay luôn. Bữa nào mấy bạn mua cá công chúa tươi không? Thử quá ngon, quá xuất sắc. Mình mua ăn rồi đó, nó ngon. Màu quá trời. Cá của nó nguyên ngon tuyệt vời ông mặt trời. À, tới luôn. Ăn rau nhiều rất tốt cho sức khỏe. Rồi, giờ anh Nam ăn cơm chưa? Xe cá rồi, tụi mới ăn được chứ má. Rồi, chờ hết, bên đó làm bên đó đi. Rồi, chào mấy bạn, bữa nay cách quay kiểu quay mới nha. Ê, cái này trời chưa ăn cơm. Hello bạn, bữa nay mình ăn cá không chúa. Món khoái khẩu của mình nha các bạn. Món khoái khẩu của mình nha các bạn. Đây, trời ơi, quýt nó ngon rồi mấy bạn ơi, hello. Món khoái khẩu của mình nè các bạn, cá. Ngon quá. Lâu lâu mình cũng ăn quyết cho nó sổ nha. Có khoai khẩu của mình nè các bạn, cá. Cái gì? Cá công chúa. Cho thêm mớt vô đó. Cá công chúa nha các bạn. Nó mực quá. Để cơm vậy mới ăn được. Rõ không? Ăn ngon quá. Ê bé bữa nay hơi bị lì phải không Thắng? Lì. Chai thứ tư vô. Thôi nó ăn thật kệ lắm. Thế cả cho nó kìa. Lấy cái gì vô? Đây mời mấy bạn nha. Lấy cái gì mà lời. Để liếm tao. Liếm con cục kề coi. Liếm con cục kề coi. Liếm chân con cục kề coi. Ngồi không? Biết bỏ xương ra không mẹ? Không, con không biết bỏ xương ra đâu mẹ. Cá nào? Con không biết đâu, chỉ có mẹ biết thôi á. Đây mẹ là caramel ngáo mà mẹ đâu mẹ biết. Mẹ biết chứ con đâu có biết. Mẹ ngáo kìa. Một miếng cá. Con cơm chưa? Ăn chưa, cho mấy đứa em mình chưa ăn đâu ăn hả? Chưa, ăn xong. Mấy bạn ăn nha. Mời bạn nha. Làm mấy món này ăn. Hai món này mau mà. Mấy bạn. Mày cái giả ăn nha. Cái quyết xào này là phải ngọt ngọt nha. Chật chỗ mà có bớt.
bóp này ra cho tao con. Kìa ăn kìa. Kệ em ơi. Nhập quá kệ áo luôn. Nó quá cởi áo luôn. Thôi. Nó quay. Nó quá cởi áo luôn. Đang thương rồi bạn. Bạn không mà bạn không nướng tường hả? Mình ăn không ngon lắm mà. Còn tôm muốn quyết nó ngon rồi nữa bạn. Không, không ăn tôm. Nó mà thôi. Mà mớ ra làm gì mẹ? Mẹ muốn làm gì vậy con? Mấy bạn thương kêu mấy bạn. Không muốn bạn. Cái rồi. Bé hôm qua mày ngồi mày hôm qua ở nhà mày làm gì đó? Làm phụng làm viên. Ba mày khỏe chưa? Ở rồi tôi uống cơm nội. Mày nấu có nấu cơm nấu ơi cho ba mẹ ăn không? Thêm con nha mấy bạn. Nhảy chuyện đi bo gì tao báo nó. Nó cũng được nữa, mẹ để báo đi bò. Bớt hả nghe mẹ béo. À, hai tao đi chơi bảo mày đó. Thôi, tắm xong rồi đi ngủ rồi đi. Ăn cơm đi đâu chứ. Đi ngủ. Tao mới tao có hẹn với bà Hụt uống cà phê trưa rồi đó. Trời ơi, con về có sở thích nha, uống cà phê trưa không? Ừ. Nhưng thời sự chuyện đó đây. Ừ. Ok. Kệ em đi. Tao là anh mày hay mẹ mày vậy em? Ngon quá mấy bạn kế ơi. Kế bên tao luôn à. Bé hết bật đơn giản chưa? Mới chả ăn nhau. Là vú mẹ mày là mày bú đi nè. Muốn ăn nhanh đi bé. Ở nhà ngủ đi mày, ngủ mới có sức chứ. Tao ngủ từ sáng tới 7-8 giờ. Ăn không cấm luôn đó bạn. Bé bệnh thì đừng có đi mà. Bé hình như bữa nay gì nào không cho tắm. Còn 3-4 bộ rồi kìa anh đi. Ngon nhất ngách. Hỏi mấy bạn có làm cái món hôm qua cô qua công việc chỉ chưa? Món gì? Món mì trộn Hàn Quốc á. Món mì trộn Hàn Quốc mấy bạn coi chưa? Cho mẹ con coi đó. Con kêu vô, tao nói không vô. Cái quạt nó thổi con gà coi. Quạt nó thổi cái bắp, cái nắp, chứ không phải cái bắp. Ăn quyết nè, mấy người mà tự làm cửa sắt của nhôm làm nghề sắt đâu, tự ăn này đang sổ ra mấy cái hàng rồi đi vô người mấy bạn. Hết tóc rồi vậy đó. Mấy bạn cũng nên lâu lâu ăn lần nha. Mấy bạn uống nước nha. Ngờ uống nước vô rồi. Vô. Mày nước cho hết mình hết rồi mà các công chúa này ăn đủ cay đúng không? Biết bạn ăn thứ làm cay không? Mấy bạn không có được ăn cay, cay lắm ơ. Các bạn thấy cần uống nước. Mình uống nước là hết luôn ca. Mình phải kêu ba mình uống hoài luôn. Bé ăn cơm nhanh được kìa. Nè, cái giả này bò bu bú hả? Con cá này thịt nó ngọt lắm nữa. Tâm thắng biết. Thịt nó cũng ngọt mà. Gần 3 con rồi đó. Ngon quá, lâu ăn cái này lại ngon quá bạn. Quý á. Cái này ngon lắm. Mình ăn 2 chén. Cái này qua ta kêu bằng cá mó với cá gì nữa. Cậu kẹt. Ngon quá, ăn 2 chén cậu kẹt ăn mấy chén. Vậy ăn nhiều đây hả? Căng 2 chén. Cậu để con đi. Ok. Ngon quá bạn. Con này ra con. Là mày muốn chó muốn
phá cho ông út kẹt rồi. Em thích nó hả? Nó cứ để này, để hai chân nó trên bộ đồ. Hết lượng rồi ha. Thôi, nó món này đâu cay đâu. Không cay hả? Đâu có cay, cái này ngọt mà. Bé không cay gì chứ. Bye bye khán giả đi bé. Bye bye. Bye bye.